Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Trà. Chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Mường Trà an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại khu cách ly. Ý nghĩa sau chiến dịch cùng vui cùng đẩy lùi COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm ngày 2 tháng 7, khu cách ly tập trung của huyện Mường Trà đang thực hiện cách ly 48 công dân về từ Bắc Giang, 9 công dân về từ Bắc Ninh và Hải Phòng. Việc quản lý cách ly được thực hiện theo đúng quy định, các biện pháp quản lý giám sát người cách ly được siết chặt. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự của chúng tôi. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại khu cách ly tập trung, Trung tâm Y tế huyện Mường Trà đã thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế về việc tổ chức quản lý người cách ly tập trung, tiến hành phân loại các trường hợp nguy cơ và bố trí cách ly ở những khu vực riêng, khu vực đặc biệt. Trước cái diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thứ nhất là Trung tâm Y tế Mường Trà phối hợp, thứ nhất là cũng với CDC tỉnh, và hai là tham mưu cho ban chỉ đạo, thứ nhất thực hiện tốt các cái điểm nối. Thì hiện tại là Trung tâm Y tế tại cái cơ sở cách ly Trung tâm Y tế Mường Trà thì đã cách ly liên quan F1 đã chuẩn bị ngay từ đầu rồi, nên là các cái trang thiết bị, máy móc, vật tư, con người đều được tập huấn tất cả, nên là đảm bảo được cái công tác phòng chống dịch bệnh. Về nhân lực phục vụ cách ly tập trung, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 huyện Mường Trà đã bố trí 13 nhân viên trực 24/24 giờ, gồm lực lượng công an, quân sự và y tế. Kiếp trực thực hiện các nhiệm vụ giám sát việc tuân thủ các quy định cách ly, bảo đảm hậu cần và kiểm tra sức khỏe người cách ly. Theo đó, chế độ ăn, nghỉ của các công dân đang cách ly đều được đảm bảo theo quy định. Các suất ăn hàng ngày được chế biến đủ dinh dưỡng, đảm bảo an toàn thực phẩm. Khu cách ly, chúng tôi thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Chúng tôi lựa chọn các loại thực phẩm tươi, sống và có trên địa bàn, đồng thời là tổ chức chế biến, bảo đảm vệ sinh. Để đảm bảo an ninh trật tự khu vực cách ly tập trung, Công an huyện Mường Trà đã bố trí lực lượng chủ động xây dựng, triển khai phương án bảo vệ theo kế hoạch. Phân công cán bộ, chiến sĩ thường trực tại vòng ngoài để hỗ trợ lực lượng y tế thực hiện hoạt động, thăm khám, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh liên quan đến an ninh trật tự. Không để người không nhiệm vụ vào khu vực cách ly và người đang cách ly ra ngoài khu vực khi chưa được phép của cấp có thẩm quyền. Tích cực chủ động tham mưu cho đảng ủy, lãnh đạo đơn vị làm tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống dịch, bên cạnh đó làm tốt công tác nắm người nắm hộ, rà soát các trường hợp đi từ vùng dịch qua về địa bàn, tổ chức truy vết, phối hợp với y tế, lực lượng y tế là đưa các cái trường hợp thuộc diện có nguy cơ lây nhiễm cao để đưa vào cách ly tập trung hoặc thực hiện các cái biện pháp cách ly theo đúng quy định. Cùng với đó, huyện chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tập trung thực hiện đầy đủ các nội dung trong công văn số 3775 ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trong các cơ sở khám chữa bệnh. Tổ chức công tác khám sàng lọc, phân luồng, cách ly người bệnh ngay khi đến cơ sở y tế khám chữa bệnh. Trung tâm y tế thứ nhất là đã tham mưu cho ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID của huyện Mường Trà, thứ nhất là ra cái văn bản 48498 triển khai công tác phòng chống dịch qua biên giới được mở lối mở. Ngoài ra thì công tác truyền thông, thứ nhất là tại các trạm y tế xã thì công tác truyền thông, thứ nhất là bằng loa đài, một là loa của trung tâm công tác truyền thông, hai là loa của xã, thứ nhất là truyền thông bằng nhiều thứ tiếng để công tác, thứ nhất là tạo cho, thứ nhất là mở các cái điểm khai báo y tế, tạo thuận lợi cho công tác là khai báo y tế cho người dân thuận lợi, và thứ hai là thu thập thông tin kịp thời. Ngoài ra thì trong công tác đấy thì thứ nhất là các cái trạm y tế xã, thứ nhất là cái thu dung bệnh nhân, thứ nhất là phân luồng, thứ nhất là bệnh nhân, là thứ nhất là trước khi vào khám thì được phải khám sàng lọc, xong rồi đó là đo nhiệt độ, rồi các cái yếu tố liên quan đến dịch tễ thì bắt đầu đưa vào khám bệnh. Ngoài ra thì trung tâm bệnh viện thì thứ nhất là đã triển khai công tác bảo vệ cho cán bộ, thứ nhất là thực hiện cái nghị quyết 21 của chính phủ, thứ nhất là triển khai, thứ nhất là cái công tác là tiêm phòng COVID cho
các ban chỉ đạo và thứ nhất là cán bộ y tế, những người tiếp nguy cơ cao. Bên cạnh đó, công tác truyền thông nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người cách ly được tăng cường. Sau mỗi đợt bàn giao công dân, khu cách ly đều được vệ sinh môi trường, phun hóa chất khử khuẩn, củng cố cơ sở vật chất hậu cần, sẵn sàng đón các đợt tiếp theo. Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 huyện Mường Trà cũng đã chỉ đạo các lực lượng liên quan tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho các trường hợp cách ly tập trung nắm được các quy định trong khu vực cách ly. Công dân sau khi về địa phương tiếp tục thực hiện việc theo dõi, giám sát y tế tại nơi cư trú. Chúng tôi đã khử khuẩn cả phòng và tiếp nhận khai cho bệnh nhân khai báo y tế. Chúng tôi mới đưa vào khu cách ly đặc biệt ở dưới để cách ly riêng với các bệnh nhân và trước đó. Qua thời gian vào, chúng tôi kiểm tra sức khỏe bệnh nhân tốt, không có biểu hiện gì của dịch. Công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, triển khai các biện pháp phòng chống dịch được huyện thực hiện nghiêm túc, quyết liệt. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Thực hiện cái sự chỉ đạo của từ Trung ương đến tỉnh, đặc biệt là ban chỉ đạo của phòng chống COVID của tỉnh, cũng như là hướng dẫn của Sở Y tế, thì cả hệ thống chính trị của huyện đã quyết liệt vào cuộc chỉ đạo trong những việc thực hiện phòng chống đến tận thôn bản, tổ dân phố. Trong đấy thì cụ thể là đã thành lập ở tất cả các thôn bản, tổ dân phố đều có cái tổ tự quản để coi như là kiểm soát những người dân trong quá trình đi lại, để tuyên truyền vận động người ta để thực hiện cái việc khai báo y tế và theo dõi sức khỏe. Trước tình hình dịch COVID-19, khu cách ly tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Mường Trà tiếp tục duy trì áp dụng thông điệp 5K, khẩu trang, khoảng cách, khai báo y tế, khử khuẩn, không tụ tập. Đồng thời ra soát cơ sở vật chất sẵn sàng đón trường hợp cách ly mới. Dù vậy, rất cần sự vào cuộc chủ động, ý thức trách nhiệm chung của cả cộng đồng với tinh thần chống dịch như chống giặc để ngăn chặn phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả nhất. Thưa quý vị và các bạn, nhằm chung tay đảm bảo quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trước thiên tai dịch bệnh, đồng thời hưởng ứng chiến dịch của Tầm nhìn Thế giới Việt Nam với chủ đề Cùng vui, cùng đẩy lùi COVID-19, Ban Quản lý Chương trình Phát triển vùng Mường Trà đã tổ chức chiến dịch Cùng vui, cùng đẩy lùi COVID-19 tại 3 xã, dự án Sa Lông, Hủy Lèng, Hường Ngài. Ghi nhận của phóng viên chúng tôi, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nhận thức tầm quan trọng trong công tác bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em nhằm nâng cao chất lượng báo cáo sự cố, bảo vệ trẻ em và các dịch vụ hỗ trợ trong trường học của ngành giáo dục và Ban Bảo vệ trẻ em các cấp huyện Mường Trà. Thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai dịch bệnh, Ban Quản lý Chương trình Phát triển vùng Mường Trà đã tổ chức chiến dịch Cùng vui, cùng đẩy lùi COVID-19 tại 3 xã dự án Sa Lông, Hủy Lèng và Hường Ngài, nhằm kêu gọi trẻ em và giáo viên xây dựng một môi trường học an toàn, kêu gọi cha mẹ, cộng đồng giúp đỡ trẻ em, phòng chống bạo lực học đường, tham gia các hoạt động tại trường học trong phòng chống bạo lực và hỗ trợ con em mình, chung tay phòng chống dịch COVID-19. Hướng dẫn và kêu gọi người dùng theo dõi tài khoản tổng đài 111 trên Zalo để được cung cấp thông tin, tư vấn và báo cáo sự cố. Chúng tôi mong muốn phía địa phương sẽ thực hiện tốt cơ chế báo cáo sự cố bảo vệ trẻ em, tăng cường sự tham gia của các ban ngành đoàn thể trong việc phòng chống xâm hại bảo vệ trẻ em, tăng cái mức độ những cái người mà sử dụng tổng đài 111 để báo cáo sự cố liên quan đến bảo vệ trẻ em. Và cuối cùng thì chúng tôi cũng mong muốn hoạt động này sẽ góp phần vào bảo vệ trẻ em, giúp cho trẻ em ở Mường Trà có một cuộc sống an toàn, lành mạnh trong dịp hè. Chiến dịch Cùng vui, cùng đẩy lùi COVID-19 tại 3 xã dự án, Sa Lông, Hủy Lèng và Hường Ngài, với sự tham gia của các lãnh đạo, cán bộ phòng ban cấp huyện, đại diện ban quản lý dự án xã, đại diện người chăm sóc trẻ và trẻ em tại địa bàn xã. Chiến dịch đã tổ chức cuộc thi video nhảy lớp học vui tại các câu lạc bộ trẻ.
nhóm trẻ sẽ tập các điệu nhảy, lớp học vui, sau đó quay video và up lên mạng xã hội để dự thi. Hoạt động này nhằm tăng sự gắn kết giữa các trẻ em trong câu lạc bộ trẻ, trong trường học để giúp các trẻ hiểu nhau hơn, giảm mâu thuẫn để từ đó phòng ngừa bạo lực học đường. Hoạt động sẽ được kéo dài từ tháng 6 cho đến hết 31 tháng 8 năm 2021. Ngay từ khi sáng nhận được cái kế hoạch tổ chức lễ phát động chiến dịch cùng vui cùng đẩy lùi Covid, thì xã đã mời các đồng chí thành viên trong ban quản lý dự án của xã họp và thống nhất phân công cho các đồng chí, đặc biệt là bên đoàn thanh niên, rồi các công tác viên và các bạn triển khai chiến dịch hiệu quả, tổ chức họp và giao nhiệm vụ cho các đồng chí, đặc biệt là các đồng chí công tác viên và các bạn về triển khai trực tiếp là các câu lạc bộ trẻ, triển khai tất cả các 100% các câu lạc bộ triển khai chiến dịch đợt này. Bên cạnh đó, chiến dịch còn phát động thử thách cha mẹ bình dị phi thường cùng con vui đẩy lùi Covid tại các câu lạc bộ phụ nữ, tại các bản mục tiêu. Người tham gia sẽ chụp một bức ảnh gia đình đăng lên mạng xã hội Facebook, đồng thời viết một câu chuyện về cách cha mẹ đã giúp đỡ trẻ, hướng dẫn trẻ giải quyết các mối quan hệ ở trường học và môi trường mạng, đồng thời khích lệ con yêu thương giúp đỡ bạn bè, đặc biệt trong bối cảnh COVID-19. Hướng dẫn theo dõi, cài đặt tổng đài 111 trên Zalo cho cha mẹ, trẻ em tại 3 xã dự án. Giúp người dân trong cộng đồng có thể báo cáo sự cố trẻ em và phòng chống mua bán người một cách kịp thời. Các hoạt động livestream hướng dẫn cha mẹ, trẻ em, giáo viên trên fanpage Tầm nhìn thế giới Việt Nam trong tháng 8, tháng 9 năm 2021. Đến một môi trường cũng như một lớp học không có bạo lực học đường, giúp các em vui tươi hơn, hòa nhập hơn và sẽ giúp các em tiếp thu được những kiến thức nhanh hơn và sẽ ghi nhớ lâu hơn. Và một điều tôi thì mong các em có cái mong muốn đó là không phải riêng đối với các em mà các em mong muốn đối với toàn các em học sinh của Việt Nam và hướng xa hơn đó là trên toàn cầu, bởi vì đôi bàn tay vẽ lên một quả cầu là cả toàn thế giới. Và thông qua chương trình ngày hôm nay thì có các quý vị lãnh đạo cũng như các ban ngành đoàn thể thì cũng rất mong các quý vị lãnh đạo cũng như các ban ngành đoàn thể sẽ luôn quan tâm cùng với nhà trường và sẽ tạo dựng được các môi trường học tập tốt nhất cho các em để các em phát triển toàn diện nhất, đối với không chỉ riêng đối với xã Sa Lâm mà đối với huyện như tỉnh chúng ta. Còn về phía nhà trường thì nhà trường cũng xin hứa là sẽ tạo môi trường tốt nhất để các em yên tâm nhất cũng như phụ huynh yên tâm nhất đưa con em mình đến một môi trường học sẽ không có bạo lực học đường cũng như trường học an toàn. Sau khi kết thúc chiến dịch, ban tổ chức mong muốn nhận được 10 video lớp học vui được thực hiện với sự tham gia của 250 trẻ em, 28 lãnh đạo địa phương và nhà trường tham gia chiến dịch, 150 câu chuyện tham gia thử thách cha mẹ bình dị phi thường cùng con vui đẩy lùi Covid, trên 400 trẻ em tại các câu lạc bộ trẻ được truyền thông hướng dẫn về phòng chống Covid, phòng chống xâm hại trẻ em và phòng chống tai nạn thương tích. Theo dõi báo cáo sự cố tại tổng đài 111 trên Zalo. Hãy tôn trọng và lắng nghe, hãy yêu thương và chia sẻ, hãy cùng xây dựng lớp học vui. Mình cùng đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau các em nhé. Hãy cùng xây dựng lớp học vui. Chúng ta sẽ chấm dứt bạo lực trẻ em trong trường học. Chương trình của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Trà đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.